Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về Level 12 Matrix, Level 12 Survival Difficulty, Class 0, Safe, Secure, Devoid of Entities. Level 12 dường như là một level khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ level nào đã được phát hiện. Đó chính là việc level này đã tự che giấu chính nó, vì bất kỳ nỗ lực nào nhằm ghi lại hoặc chụp ảnh Level 12 đều nhận được một bức ảnh trắng màu đơn giản hoặc những tiếng nhiễu sóng của TV. Nếu bạn đăng tải bức ảnh chụp Level 12 lên một thiết bị khác, thì bức ảnh sẽ được chuyển đổi thành màn hình kiểm tra SMPTE tiêu chuẩn, thiếu màu. Bất kỳ thông tin nào liên quan đến Level 12 có trong cảnh quay hoặc dữ liệu hình ảnh, chẳng hạn như tên tệp, cũng đều bị che giấu. Đến bây giờ thì người ta vẫn chưa thể nào làm rõ được cách thức hoạt động của Level này. Môi trường bên trong Level 12 được cho là một trong các môi trường đơn giản nhất ở thời điểm hiện tại, bao gồm một căn phòng nhỏ được sơn màu trắng, bên trong chỉ chứa một cặp bàn ghế và một cánh cửa khóa liền kề. Nhiều người lang thang đã báo cáo về việc tiến vào và thoát ra khỏi level thành công, mặc dù phương thức trốn thoát vẫn chưa được làm rõ, vì hầu hết những người lang thang đều quên đi phương thức trốn thoát mỗi khi họ thoát ra khỏi level. Tính đến thời điểm hiện tại, không có bất kỳ thực thể nào được phát hiện tại level 12. Không có bất kỳ căn cứ, tiền đồn và cộng đồng nào tại level này. Chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video này. Đó chính là lối vào và lối thoát của Level 12. Hiện nay, người ta vẫn chưa rõ cách thức để tiến vào Level 12. Mặc dù đã có nhiều báo cáo cho biết rằng thực thể Window trong Level 11 có thể được sử dụng như một phương thức để noclip vào Level 12. Lối thoát của Level 12 đã được chứng minh là có thể được thực hiện sau nhật ký khám phá Level 12 của một người chỉ huy mang tên Harris và phiên đội Matrix của anh ta. Mình sẽ không đi sâu vào nhật ký mà sẽ chỉ lược ra những thông tin cần thiết. Sau đây là những bước để có thể thoát khỏi Level 12. Đầu tiên, bạn phải ngồi trên chiếc ghế ở trong phòng chính và bạn phải ở trong đó trung bình 15 phút. Sau đó, hãy đứng dậy, đi đến cửa và cố gắng mở nó ra. Nếu cánh cửa không bị khóa và nó mở được ra, thì có vẻ bạn đã may mắn thoát được khỏi Level 12. Còn nếu như thường lệ thì cánh cửa bị khóa, hãy quay trở lại trung tâm của căn phòng và tìm kiếm trong những góc của căn phòng, nơi sẽ dẫn bạn tới một khu vực lớn màu trắng. Khi tiến vào khu vực đó, bạn chỉ cần tìm một trong những cánh cửa giống y hệt cánh cửa ở phòng chính, mở cửa và tiến vào, và tất nhiên bạn sẽ quay trở lại phòng chính. Thế nhưng đến lúc này, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là đứng đó và chờ đúng 1 giờ, không hơn, không kém. Sau 1 giờ, bạn hãy tiến đến cánh cửa và mở nó ra một lần nữa. Nếu nó không mở, hãy lặp lại các bước trên. Nếu cánh cửa mở ra, nó sẽ dẫn bạn đến một trong những level đầu tiên của The Backroom. Sau khi nghiên cứu sâu hơn, thì lối thoát được khám phá bởi phiên đội Matrix có thể đưa những người lang thang đến level âm 1, level 1, level 4, level 10, level 19, level 23, level 25 và level 34. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.